Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hòa Bình. Hiện tại bây giờ là đang là 4:30 rồi. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2019 thì em đang có mặt tại cổng chùa Tam Chúc Hà Nam. Mọi người có thể thấy là sức nóng của chùa Tam Chúc hiện nay như thế nào. Đây, em đang đứng ở đây thì mọi người có thể thấy là ô tô vẫn đang tiếp tục đổ về. Đó. Lượng ô tô vẫn cứ tắc nghẹt ở cổng đường, không có lối vào. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là rất là nhiều những chiến sĩ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đang làm cái nhiệm vụ để phân luồng đường đây mọi người. Đó. Bên kia là xa xa là thứ nhất là phía bãi xe bên này bây giờ là gần như đã không còn chỗ đỗ rồi. Cho nên là lực lượng cảnh sát giao thông là đang điều hòa tiết giao thông để đi sang về phía bên hồ bên đây nhá. Đấy. Đây này, em quay cho mọi người nhìn nhá. Đây này. Đây nha, em sẽ quay toàn cảnh xung quanh cho mọi người nhìn thấy chưa. Lực lượng xe máy vẫn tiếp tục đổ rộ về mọi người ạ. Đấy, hiện tại là xe ở khắp mọi nơi đổ dồn về đây. Mọi người thấy chưa? Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động là gần như từ sớm đến bây giờ là vẫn chưa được ăn uống mọi người ạ. Đấy. Còn nói mấy cái anh giao thông khổ chứ. Khổ chứ. Đây mới chính là các anh giao thông. Đây này, mọi người thấy chưa? Xe vẫn cứ dập tập tấp nập đổ bộ về khu vực chùa Tam Chúc nha mọi người nhé. Hello, ôi rồi toàn các cháu đẹp gái này này, mọi người quay cho các cháu, nó đang đi thủ đô về đây. Đấy, đi đẹp bọn này tình vết đấy, YouTuber đấy. Đó. Đi quay chỗ khác đi. Hiện tại em đang có mặt tại bên đàn tràng. Bên cạnh điện tháp chủ hiện nay thì đang có một đoàn sư từ nước ngoài đến đứng đây chụp lưu lại những cái bức ảnh lưu niệm ngày về đây dự cái lễ hội Phật đản năm 2019 tại khu du tích Tam Chúc tỉnh Hà Nam. Thì hiện tại cũng đang có rất là nhiều du khách vào muốn đứng cùng. Với sự tò mò của mình thì đang có rất là nhiều người du khách vào đứng đây để chụp hình cùng với mọi người. Em thấy đây thì em cũng ghi lại những cái hình ảnh này để lưu niệm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Hòa Bình. Buổi chiều ngày hôm nay em đang đỡ điện giáo chủ. Và bây giờ chính là bên trong của điện giáo chủ thì đang thờ, chính giữa điện là một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nặng bằng đồng, nặng 150 tấn. Và bia xung quanh của điện giáo chủ thì được gắn những bức phù điêu bằng đá cẩm thạch nhập từ Indonesia do các nghệ nhân Indonesia chế tác và được nhập về gắn vào. Thì hiện tại đây em sẽ vào em quay, vì hôm nay cái lượng khán giả nó quá đông cho nên là vì vậy em phải quay đứng xa quay cho mọi người. Mọi người có thể thấy là xung quanh thì bằng những cái bức phù điêu bằng đá cẩm thạch được nhập khẩu toàn bộ. Toàn bộ cái ngôi chùa này thì được xây dựng bằng bê tông cốt thép các mọi người. Cái cửa này thì được làm bằng bộ bằng gỗ lim, được chế tác rất là tinh xảo đây. Và quay cho mọi người đây.